Buổi chiều bến Ninh Kiều Cần Thơ quay từ dưới sông quay lên. Đây là chợ cổ Cần Thơ. Ở đây này nha. À, đây là dãy bến Ninh Kiều. Và đây là hai du thuyền Ninh Kiều chuẩn bị rời bến. Chưa đâu, giờ này chưa về bến. Đây là sông chạy. Quay được cảnh với xà lan quay lên nè. Sông nước Cần Thơ quay giữa sông luôn. Đấy. Hôm nay đi làm về ban đêm vừa túng vừa đẹp trời. Ngay thời điểm bến Ninh Kiều vừa xế chiều vừa lên đèn. Hơi xa thấy không rõ quay gần đây nha. Bến Ninh Kiều vào buổi chiều nửa sáng và nửa tối đây. Cái hình ảnh bác hồ giơ tay chào nha. Đó, hình ảnh bác hồ đang giơ tay chào. Bên ngoài sông bây giờ rất xa. Đầu tàu du thuyền, đầu tàu khách đậu rất là nhiều. Tàu du lịch hai bên sông. Đây là tàu du thuyền. Một tàu nhảy xuống nè, đó là một chiếc tàu ánh sao. Đó, ban đêm có đèn đấy. Còn đây là đoàn du thuyền tàu khách. Đó, ban ngày thì sẽ đi, ban buổi chiều về đậu đây sắp sống dài phía bên tay phải. Đây tất cả những bạn quảng cáo. Đây là sông cái của Cần Thơ. Đó, Cần Thơ sẽ vừa về chiều là như thế đó. Đây là khách sạn Ninh Kiều. Bên đây là khách sạn Ninh C. Kiều ban đêm đẹp nhé. Đó, nay mai quý quan khách và các bạn có dịp về Cần Thơ chơi, cứ nhớ đi đêm rất là đẹp. Đây là cầu Ánh Sao. Đó, cầu du thuyền Cần Thơ đây. Nhân đêm là khoảng 8 giờ là đại du thuyền ra bến. Đây cảnh Cần Thơ là thế, du thuyền đại chưa. Còn đó là cầu đi bộ, cầu đi bộ của Cần Thơ. Còn đây là cầu Cần Thơ cũng vừa về chiều, đây là cầu. Đó, cầu Cần Thơ cũng vừa ngã chiều tới. Rồi với xà lan quay cho nên nó bị. Đây có một chiếc tàu đã ra khơi từ sớm. Đó, có một chiếc tàu du thuyền ra khơi từ sớm. Cảnh miền Tây, sông nước miền Tây vừa xế chiều đẹp chưa. Giờ quay sát quá. Đây là cầu đi bộ Cần Thơ. Nó nối chân cầu qua tới nhà hàng Hoa Sứ. Đây. Đó, đẹp không các bạn? Đây nhà hàng Hoa Sứ về đêm cũng nằm cạnh nha mé sông nha, sông Hậu luôn nha các bạn. Đó, đây là một cái cồn ở dưới miền Tây gọi là cồn, nó nằm thô lo giống như ngoài sông vậy đó. Nó có một miếng đất và có dàn cây lên thôi. Đó, đây là cầu Cần Thơ có đẹp về đêm. Đây là du thuyền. Chưa thì ra khơi rồi đấy. Đó là cầu dẫn Cần Thơ qua chân cầu Ngấu á. Qua cảnh Cần Thơ buổi chiều rất đẹp, nhất là thời điểm này. Cũng may cho mình là đây đi trên xà lan về là vừa gặp đấy, rất là may mắn. Đây những ghe cá bè đợi đêm đến và chuẩn bị vào chợ cá Tân An. Đêm đến khoảng 3 giờ sáng là chợ cá Tân An nó sẽ nhộn nhịp. Đây là những bè cá người ta đậu ngoài sông lớn ngoài này để cho nước nó chảy cho mạnh để cá nó có oxy thở nó sống. Khi đến giờ chuẩn bị giờ chợ bán thì người ta mới chạy vào đến bãi chợ Tân An để cho những anh bốc xếp kéo cá lên.
còn đây là nhà hàng Hoa Sứ, buổi xế chiều. Ngày hôm qua lúc mình đi ngang có hai chiếc du thuyền của Sài Gòn xuống đây đậu đây rất là đẹp, nhưng mà hôm nay mình giờ này mình về đây du thuyền khách đi về rồi. Quay cái hoàn cảnh nửa sáng và nửa tối nên là hoàn cảnh không đẹp cho lắm. Đó, ngoài kia có chiếc xà lan đang chạy trên sông Hậu. À, miền Tây là thế, ấm áp dịu dàng, mát mẻ và thoải mái thành lực bánh khách. À, đây là mình đang chạy xà lan ra tới ngoài sông Hậu luôn nha các bạn. Cần Thơ giờ đổi mới rất nhiều, quang cảnh Cần Thơ rất là đẹp. Hôm nào tất cả các bạn về Cần Thơ chơi các bạn thấy quang cảnh thay đổi rất là nhiều. Đó, vẫn giữ là nguyên những cái bản gốc của miền Tây. Đây bắt đầu mình đi ra sông Hậu, phía bên kia sông là khu vực của Vĩnh Long. Bước qua sông là Vĩnh Long, bước bên đây là của Cần Thơ. À, ban đêm bờ kè của Cần Thơ trên sông, chạy nhà hàng Hoa Sứ chạy dài tới nhà hàng Lúa Nếp và đi tới cái chợ đêm Cần Thơ và tới biển Cần Thơ. Cần Thơ có biển nha bạn, có biển Cần Thơ. Thì các bạn cứ đợi mình ít phút nữa là mình chạy tới biển Cần Thơ. À, phía xa xa có cái mũi cánh chim đó, đó là nhà hàng Mường Thanh, nhà hàng khách sạn Mường Thanh. Còn đây là phía sau lưng của nhà hàng Lúa Nếp. Cầu Cần Thơ. Đó, chân cầu Cần Thơ nằm bên kia của Vĩnh Long. Vĩnh Long là dài dài cái chân cầu bên đây chỗ chiếc du thuyền đậu hồi nãy đó nha các bạn. Giờ vừa về đêm vừa sập tối xuống nhìn cũng rất là đẹp, rất là lãng mạn. Chỉ có ánh đèn và những hoàn cảnh giản dị, một mạc sông nước mênh mông. Biển Cần Thơ giờ này cũng sắp lên đèn đó nha các bạn. Cần Thơ có biển. Vì ngay nằm bãi cồn, ngay bãi cồn cát, rồi nên là mọi người ta rào nè, ta rào lưới không sợ những em bé tắm rồi bị nước cuốn ra ngoài, rồi cho nên là rào lại hết, cho nên cái hoàn cảnh nó không được đẹp cho lắm. Nếu mà này mà thay thế là những cái phao và những cái phong nổi hoặc hoa cảnh báo á, thì chắc chắn sẽ đẹp hơn. Như làm cái này thì giống như đóng trà hơn, miền Tây gọi là đóng trà để chở cá. À, đây là cái biển Cần Thơ. Lúc này chắc không ai tắm thường lắm tại làm thấy không đẹp, cho nên biển Cần Thơ là nó hết đẹp, sẽ không còn ai tới tắm nữa. Ngày xưa mới mở ra thì rất là đẹp, rất là nhiều người tới nơi vừa có ăn uống nghỉ dưỡng và tắm biển. Đó. Biển Cần Thơ là tắm sông á. Rồi lên phơi nắng rồi cũng rất là đẹp, ok chứ. Nhưng mà bây giờ là không còn nữa. Các bạn nhìn thấy là bây giờ cầm những cái tre, những cái lưới gạo đó thì nó giống như là cái chuồng vịt hơn là giống cái. Chỉ có cái chỗ này mình nhìn thấy là chưa được đẹp cho lắm. Bản thân mình từ miền Tây nhìn thấy này không đẹp cho lắm. Còn những cái chưa có hoàn thiện hay là hoặc cái cách thức người ta muốn làm vậy thôi. Thế nhìn hai bên bờ thì rất là đẹp. Nói nếu mình dẹp hết những cái hàng cây đen đen này ra thì phía trong bờ thì rất là đẹp. Bãi cát vàng. Đó, bắt đầu chuẩn bị lên đèn nữa đó. Ban đêm còn những cái đèn sáng nó mở lên đầy đủ là rất là đẹp nha các bạn. Ban nào về miền Tây thì cũng nhớ tất cả những cái hoàn cảnh ở đây là mình
từ dưới sông đi lên thôi. Mọi người chỉ quay trên đường bộ. Nhưng mà hôm nay tình cờ mình cũng đi xà lan về, mình được quay những cái cảnh này rất là đẹp cho mình ngẫu hứng mình mới quay lại chơi thôi. Đó. Bắt đầu dài qua bên đây thì đèn sáng phía bên đây là thuộc về cái khu sân vận động của Cần Thơ. Nó mới xây dựng cái khu này, nó gọi là khu bãi cát. Nó xây dựng gọi là khu bãi cát. Chỗ này ban đêm vui lắm, ở trong bờ thì vui vẻ, ngoài này thì xà lan ta cũng đậu lại, người ta đợi chờ cái con nước thuận nước ta đi. Đó, những cái bè cá đây nữa nè, bè cá đây ta đậu để ta đợi tới giờ đem khuya đem cá vô bán nè. Đó là đây hai chiếc bè cá chưa mở đèn. Và còn đây những chiếc xà lan đây, xà lan lớn đó, để đi lấy cát về xây dựng công trình đó. Đây đang đậu để đợi nước thông nước đi. À, còn đây là khu bãi cát, mình quay trong chiếc xà lan tiếp động, máy nó nổ rung cho nên đâm ra nó hơi bị rung bị nhè, chứ mình mở cho nó gần lại thì đâm ra độ phân giải nó hơi thấp. Còn phía đằng trước là bãi cát. Đó, tất cả đây là nằm vào cái khu vận động của Cần Thơ, cái sân vận động Cần Thơ đó. Giờ này cũng tối rồi các bạn, cho nên mình quay cũng không còn được mà cho rõ cho lắm. Đó, và bên kia là sông đèn của sông Vĩnh Long đó cũng đã lên đèn rồi đấy. Ngày xưa là bến phà Cần Thơ. Đó, bến phà Cần Thơ là ngay vị trí đèn sáng đó. Là bến phà Cần Thơ ngay chân đây là bây giờ thuộc về quán cà phê là Meta. Mà bây giờ nó sửa nhiều quán cà phê và vừa khách sạn, cái hotel đó. Nó là đèn sáng hay sao quá mình không thấy hết được đâu. Cho nên buổi tối rồi thôi, các bạn có về miền Tây chơi thì các bạn nên ghé những cái khu mà gần mé sông, bờ sông đó. Gió mát, chân thanh và những buổi chiều này cái cảnh rất là đẹp. Thế giờ này mình thấy cũng tối rồi cho mình quay hết cảnh đẹp rồi. Thì thôi mình xin tắt máy đi nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và mạnh khỏe nha. Hẹn gặp lại.